Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay lại với channel của em nha. Hello mọi người đi con. Hello mọi người. Hôm nay thì em sẽ chia sẻ về cái quá trình em đi triệt sản ở Mỹ nha. Thì ở bên đây á thì họ gọi là bilateral sphincterectomy gì đó, là có nghĩa là họ sẽ cắt hai cái ống dẫn chứng của mình để hai cái ống dẫn chứng không có cơ hội để gặp tinh trùng và thụ thai tự nhiên. Nhưng mà nếu sau này á mà muốn có thai á thì mọi người cũng có thể thụ thai qua cái phương pháp thụ tinh nhân tạo IVF. Cảm ơn quá mẹ ơi. Trời ơi, cảm ơn tình nha. Thì đó, em đã có được hai người con và em cũng đã trên 30 rồi, thì em lựa chọn cái phương pháp cắt ống dẫn chứng này. Thì lúc hồi xưa đó thì người ta sẽ thắt cái ống dẫn chứng lại, nhưng mà bây giờ á thì người ta sẽ cái phương pháp là người ta nói là người ta sẽ remove luôn thay vì thắt. Tại vì thắt thì nó hay bị nhiễm trùng ngay chỗ cái mối thắt và dễ bị ung thư, buồng trứng hơn. Và một cái nữa là nếu mà thắt á, thì cơ hội vẫn có khả năng có thai nha. Nhưng mà nó là một phần hiếm thôi, thí dụ 1 trên 1.000, 1 trên 1 triệu gì đó. Hoặc là nếu mà có thai á, thì sẽ bị có thai ngoài tử cung. Còn nếu mà cắt luôn á, thì nó sẽ ngừa luôn cái mang thai ngoài tử cung này. Thì nếu mà mọi người có ý định làm á thì sẽ thì nói chuyện với cái người mà bác sĩ sản của mình á, thì mình sẽ họ sẽ cho mình điền cái đơn để mình, và cái đơn đó phải được ký trước 30 ngày, ký sớm hơn 30 ngày để mình không đổi ý định gì trong vòng 30 ngày. Tại vì cái phương pháp này á, là thí dụ như thắt thì mình còn có thể nối lại, hay là còn cái này là coi như là không có khả năng thụ thai tự nhiên nha mọi người. Đây là một phương pháp tránh thai vĩnh viễn, tuyệt đối là an toàn. Thì mình sinh bé là được 7 tuần thì là bác sĩ liên hệ với mình để lấy hẹn để đi phẫu thuật nha. Thì mình cũng rất là lo sợ, tại vì ai cũng nói bàn ra nói vào, bàn ra nói vào vậy đó. Ai cũng nói là suy nghĩ kỹ chưa, còn quá trẻ mà tại sao lại làm cái này chi. Ai cũng nói là có hại tùm lum, nhưng mà mình thì mình biết cơ thể của mình thôi, mình cũng chẳng nghe ai hết. Tại vì nói chung ở bên này á mọi người, ở bên Mỹ này nè, mà có con á em thấy cực quá à. Rồi ai cũng lo bận bịu đi làm các thứ, không có thời gian dành cho con á, thấy rất là tội. Không có ai trông hết, giống như Việt Nam thì mình có thể gửi người này gửi người kia trông giùm vài ba tiếng, còn bên này á ai cũng chăm lo đi làm hết, không có ai trông con giùm hết. Thì em lấy hẹn vào ngày 6 tháng 3 nha, cũng rất là háo hức này kia đó. Thì hẹn mổ là 7:30, nhưng mà họ kêu mình vô 6 giờ. Trước 6 giờ thì từ nhà em chạy đến chỗ đó thì cũng cỡ 20-25 phút. Thì 5 giờ mấy em chạy là em đi, cũng háo hức trong lòng, tắm rửa sạch sẽ này kia. Rồi tới bệnh viện, người ta kêu mình tới trước 1:30, là đúng 6 giờ là em tới đó. Xong rồi người ta kêu mình ký tên đồ này nọ, ký tên rồi đồng ý làm đồ các thứ các cái gì đó. Xong rồi người ta sẽ thử máu, đo cân nặng, rồi người ta sẽ, quan trọng là người ta sẽ cho mình thử nước tiểu thử coi là có đang có bầu hay không. Tại vì có nhiều người vậy nè mấy chị, có nhiều người á vừa mới sinh xong á 7 tuần là người ta có bầu nữa, thử nước tiểu ra là họ đang mang bầu, là thế là không có làm được, phải đi về đó. Rồi xong họ sẽ cho mình thử nước tiểu coi là mình có đang mang bầu hay không, thì cũng thử máu, thử này thử kia thử nọ, nằm trong cái phòng mà vậy, gọi là cái phòng, gọi là phòng pre-op đó, gọi là phòng mà chuẩn bị phẫu thuật á. Thì nằm trong đó mình cũng sợ lắm mọi người, tại vì mình cứ sợ là trời ơi, tại vì họ sẽ dùng thuốc mê, mà trong đầu mình cứ nghĩ trời ơi lỡ mà thuốc mê thì cái xong mà mình tỉnh dậy mình không thấy chồng mình đâu, lúc đó mình sợ lắm. Chồng mình cũng ngồi ở ngoài niệm Phật này kia các cái. Rồi bắt đầu thay đồ, họ cho mình thay đồ nha, là cái bộ đồ giống như mà mình đi đi săn vậy đó mọi người.
Em mới nói trong lòng chứ em nói chứ. Trời ơi, chưa đầy 2 tháng nữa mà mặc lại bộ đồ này sao thấy ám ảnh quá. Đó, cái là người ta sẽ hỏi mình là từ chính miệng mình nói ra là ngày hôm nay mình tới đây để làm phẫu thuật gì. Đó, tại vì người ta sợ mình đổi ý hay là kiện cáo người ta này kia các kiểu á. Người ta hỏi là hôm nay mày tới đây để làm phẫu thuật gì, thì em mới nói là bữa nay tao tới đây để cắt hai cái ống dẫn trứng của tao đó, hai bên đó. Rồi xong bắt đầu người ta sẽ vô nước biển này kia cho mình vậy. Bình thường là cái nước biển bình thường thôi, vô cái IV cho mình, người ta chích mình, người ta vô nước biển cho mình. Xong sau đó là người ta kêu bây giờ là hung chồng đi, ôm chồng đi, rồi chuẩn bị đẩy vô nha. Là lúc đó người ta mới bỏ mình lên cái giường, người ta đẩy mình vô cái phòng. Vô cái phòng mọi người, là cái phòng nó bự, nó sáng đẹp lắm, mà ở trong đó đứng cũng cỡ 5-6 bác sĩ á. Đó, thì trong đó có đồ nghề đồ đủ thứ, cái người ta mới mu mình lên cái giường bự đó. Là xong rồi cái đó là lúc đó là ông bác sĩ gây mê á, mới vô nói chuyện rồi với mình, hỏi này kia mày có dị ứng. Người ta hỏi nhiều lần lắm, người ta cứ vô hỏi là mày có dị ứng với thuốc gì hay không này kia. Rồi xong rồi sau đó là đó, cái là người ta kêu ok. À, người ta kêu mình chuyển lên cái giường bự người ta mua mình lên. Rồi người ta bắt đầu cái ông đó, ổng nói cái cởi áo mình ra đồ này kia, khen hình xăm đẹp quá ha đồ này nọ. Cái ông đó đó, cái ông đó nói ok bây giờ tao đeo cái này, cái mặt nạ này vô cho mày để cho mày thở. Thì á ổng kêu đếm từ 1 tới 3 chưa kịp, vừa hít vô cái chưa kịp thở ra nữa mọi người, là ngủ mẹ rồi. Xong rồi cái là họ đẩy mình vô, lúc mà em tỉnh là lúc đó mình ngủ mê man rồi, người ta phẫu thuật rồi. Rồi lúc mà người ta đẩy mình ra, là đẩy mình ra, mình mở mắt ra là thấy chồng mình đang ngồi kế bên. Thì em mới hỏi cô y tá là phẫu thuật tốt hay không này kia. Rồi trên bụng của ta là có mấy dấu thẹo đó. Rồi xong rồi bà nói là ba. Cái này em mới hỏi là ba chứ không phải năm phải không. Ổng có chích thuốc mê vô, thuốc tê vô cái vùng hông của tao không này kia. Em hỏi tùm lum á, em hỏi là vậy ok là phẫu thuật thành công phải không, chưa kịp gặp bà bác sĩ của em để nói chuyện nữa. Tại bà bác sĩ của em á là bà bận rộn lắm, lúc nào bà cũng con người bà bận rộn lắm mọi người, mà giỏi lắm, bác sĩ giỏi á. Thì trên bụng em có ba dấu thẹo. Một cái là ngay rúng, là người ta gọi bên đây là dịch ra là giống kiểu phẫu thuật nội soi, là một cái đường ngay rúng và một cái đường ngay phía bên trái, ngay bên hông phía bên trái, và một cái đường ở trên cái chỗ quần lót của mình á, đó là dưới lỗ rúng cỡ nửa gan như đây nè. Đó là ba đường. Nhưng mà tự nhiên khi mà thức dậy á, là cái chỗ cái tử cung của mình nó đau lắm. Thì em mới hỏi là sao ngay chỗ cái đó nó đau quá vậy. Thì bà mới nói là tại vì nó nằm cái họ phải thọt cái cây gì lên đó, để họ mua cái tử cung của mình qua để thấy được hai cái ống dẫn chứng để cắt ra. Đó thì họ có cho mình đá để về dằn, thì họ dặn là uống nước đá nè, rồi có thể uống nước ngọt để cho mình xì hơi cái gáp nó ra mọi người. Cái xong rồi họ mới kêu là ok bây giờ chồng có thể giúp cho vợ mặc đồ và đi về. Thì mình nằm ở đó cỡ 1 tiếng đồng hồ à, chứ không có được ở lại qua đêm nữa, là nằm đi về trong ngày luôn. Thì họ kêu mình ngồi lên cái xe lăn mới đẩy mình về. Mà vui cái vậy nè mọi người, mắc cười lắm. Lúc mà mặc đồ vô á thì tự nhiên mất cái quần xì, mất cái quần lót. Trời ơi, đi triệt sản mất cái quần lót. Em với chồng em cười quá trời cười. Hên á là chồng em có đem một cái quần sơ cua, chứ mà tại vì lúc đó tử cung của mình nó đang ra, mà cái đó của mình đó nó đang ra máu mọi người, mà không có quần thì sao mà nó hô được cái miếng băng đó. Cái là mắc cười, em với chồng em cười miết.
Thì bây giờ bữa nay là ngày thứ hai em ở chơi, em về nhà rồi, thì họ có cho em thuốc giảm đau nè, rồi thuốc trị bón nè, họ nó có thể nó sẽ bị bón, mày mày đi nó sẽ khó và sẽ đau, thì họ cho thuốc giảm đau, rồi có thuốc giảm đau mà để cho mình ngủ nữa, cho mình relax mình ngủ nữa, nhưng mà em cũng ít uống tại vì em không có muốn sử dụng thuốc nhiều á. Thì em cũng đang cho con bú á, thì họ nói là thôi thì trong cái thời gian này á thì dắt sữa ra rồi bỏ đi, bởi vì sợ cái thuốc mê ở trong người nó còn, hay là thuốc gì á mình cho con mình bú nó không có tốt đó. Cái về bữa nay là ngày thứ hai, thì cái chỗ với vết mổ á, nó nhỏ xíu à, nó giống như một, có gì em sẽ dán hình lên cho mọi người coi. Thì cái chỗ vết mổ nó nhỏ lắm, họ gọi là tiểu phẫu mi la scope gì đó, là nó nhỏ xíu vậy nè, 3 dấu. Thì nó nhỏ lắm, em nghĩ là sau này nó cũng phây đi, nó cũng mất đi, còn một cái thì nó nằm trong cái lỗ rúng của mình là không có thấy rồi, một cái nó nằm ngay cái đường quần xì của mình á, thì mai mốt mình cũng mặc mình kéo lên là cũng không thấy được. Thì sau ngày hôm qua thì về em cứ lừ đừ, tại vì trong người nó còn cái thuốc mê á, còn bữa nay thì nó cũng tỉnh tỉnh một xíu. Mà cái kinh nghiệm của em á thì rồi cái bây giờ xin lỗi mọi người, hồi nãy đang quay á thì em có điện thoại vô, thì cái đi về nhà họ cho thuốc giảm đau đồ uống, hôm nay là ngày thứ hai, nhưng mà cái kinh nghiệm của em, những gì đã trải qua đó mọi người, đi về thì cái cổ họng mình nó hơi đa, nó đau, thì mua thứ nhất mình cần nên mua là cái thuốc, cái kẹo ngậm để ngậm vô để cái cổ nó không bị khô và bị đau, mà không biết sao cái chỗ shoulder của mình là nó bị nhức đó. Rồi em có uống thuốc 1-2 viên thuốc giảm đau thì thấy nó cũng đỡ, và nó hơi nhói nhói ngay chỗ cái chỗ họ làm, họ cắt khách ra đó, mà cái vết mổ nó chút xíu à, nó chút xíu vậy nè, nó như một cái dấu chấm chấm bút vậy đó mọi người. Thì đại loại là như vậy. Nhưng mà bây giờ á, ai cũng nói chung, khi mà em nói em đi triệt sản vậy đó, ai cũng nói trời ơi mới 30 à mà làm mà rất là hại, tại sao không đặt vòng, tại sao không xài bao, hay là tại vì nói thiệt, lúc cái đứa thứ hai này thì tụi em cũng ngừa, tại vì tụi em chỉ muốn có một đứa con thôi, nhưng mà tự nhiên cái tụi em ngừa mà dính dính bầu, tại sao hỏi sao không uống thuốc ngừa thai rồi, cho nên rất là sợ, cho nên mình cũng đâu có muốn có con nữa đâu. Ở bên đây có con cực quá mọi người ơi, không có thời gian dành cho con, nó cứ lủi thủi ở nhà. Mà thôi lỡ vậy rồi thì cho có anh có em, để mai mốt dù gì thì cũng có hai anh em nó chơi với nhau thì cũng đỡ buồn hả. Thì nhưng mà em không hề hối hận nha mọi người, em không hề hối hận với lại cái quyết định của em đã đưa ra. Bây giờ đối với em thì cái việc có thai á nó stress hơn là nó stress hơn là cái này. Thà như vậy là mai mốt mình không có bị stress, rồi mình nói có thai nữa hay không là mình thoải mái rồi. Bên đây tân tiến họ họ là họ làm theo em biết thì ở bên Việt Nam á thì họ hay buộc lại, hay là bên cái chỗ đó, hay là thắt lại, nhưng mà nó hay bị nhiễm trùng ở chỗ mới nối lắm, thì nó cũng là nó họ cũng sẽ gây mê và họ cũng sẽ làm vậy. Tại sao mình không triệt để mình làm vậy luôn, nó không có gây cho mình bị ung thư này kia. Em rất là happy về cái lựa chọn của em. Thì hôm nay là ngày thứ hai thì em cũng đỡ rồi, cũng tỉnh, ngồi đây nói chuyện với mọi người, chia sẻ với mọi người cái quá trình đi triệt sản ở bên Mỹ của em như thế nào. Đáng lẽ là em tính quay lại cái, em kêu chồng em quay lại cái lúc ngồi trong phòng đó, nhưng mà sợ người ta không cho. Thì đó là những cái kinh nghiệm của em đi. Hôm nay em rất là happy, tại vì em thấy nó cũng không có đau đớn gì hết. Thì bác sĩ nói là khi mà mình làm cái này á thì kinh mình chỉ cắt 2 cái ống dẫn chứng để nó không có cơ hội để nó gặp tinh trùng để thụ thai thôi. Còn buồng trứng nè, buồng trứng là gọi là ovary tiếng Anh, còn với lại tử cung á là uterus, thì mọi thứ vẫn nằm yên ở đó, không có việc, không có chuyện mà hóc mọi. Tại vì em cũng sợ mọi người, em cũng hỏi hoài luôn, em cũng
tính tình có thay đổi hay không, có nóng giận hay không, kinh nguyệt có điều đặn hay không. Thì bác sĩ nói là kinh nguyệt của mình á, dẫn đến điều đặn bởi vì cái buồng trứng của mình nó sẽ vẫn nằm ở đó. Cái buồng trứng của mình vẫn nằm ở đó, cái tử cung của mình vẫn nằm ở đó. Cho nên thì em mới hỏi bác sĩ thêm một câu hỏi như vậy nữa nè. Thì khi mà mình đã cắt cái ống dẫn trứng vậy đó, thì khi mà trứng á, nó sẽ đi đâu? Trứng nó rụng xuống nó sẽ đi đâu? Thì bác sĩ nói là khi mà mình vậy đó, thì nó sẽ trứng nó rụng xuống và nó sẽ tự tiêu hủy. Một là nó đi qua đường nước tiểu và nó sẽ đi ra ngoài, hoặc hai là nó đi theo đường đồ ăn thức uống, nó thải ra thành đi số 2 á, và nó sẽ thải ra ngoài chứ nó không có gặp tinh trùng và thụ thai nếu mà này kia như vậy đó. Cho nên cái khả năng có thai là hoàn toàn như là 100% là không có. Và tâm tính sẽ không có thay đổi bởi vì trứng vẫn rụng tới ngày hàng tháng, kinh vẫn ra bình thường, không có chuyện mà tâm tính sẽ thay đổi, học môn sẽ thay đổi gì hết nha mọi người. Nên nếu mà ai có ý định ngừa thai mà không muốn uống thuốc ngừa thai, không muốn đặt dòng này kia, thì có thể nói chuyện với bác sĩ gia đình của mình để họ có thể giới thiệu bạn qua một cái bác sĩ sản nào đó để làm cái phẫu thuật. Thì có nhiều người hỏi là làm cái này tốn bao nhiêu tiền, thì cái đó em cái tùy theo bảo hiểm nha mọi người. Bảo hiểm mọi người phải trả copay bao nhiêu này kia, nhưng có nhiều người em thì em trả nếu mà bảo hiểm mình trả mỗi tháng ít thì mình trả copay, nhưng mà cái tiền đó thì mình vẫn có thể trả góp được nha mọi người. Thì đó là kinh nghiệm của em khi mà em đã có hai đứa con và em đã trên 30, em đã 30 tuổi và em không muốn sinh nở nữa, thì mình làm giống vậy. Và hoàn toàn bác sĩ khẳng định nha mọi người là tánh tình của mình sẽ không thay đổi, sẽ và em thấy là khi mà em làm cái này á, thì chồng mình thấy vậy, chồng mình thấy thương mình hơn. Tại vì khi mà ra đẩy ra bệnh viện thấy nằm mê man á, rồi thấy chụp cái đồ mà thổi hóa xuất trình á, chồng thấy thương lắm. Giờ chồng nói về là muốn ăn gì, muốn làm gì, chồng muốn gì chồng cũng chịu hết. Mà làm cái này á, thì mọi người thí dụ như muốn đi làm á, thì mọi người nên nhờ ai đó giữ con giùm, hoặc là làm những chuyện nặng nhọc giùm mấy bữa đầu. Thì em hỏi cái thời hỏi bác sĩ thì cái thời gian mà để hồi phục á là bao nhiêu, thì bác sĩ nói cái này nó cũng nhẹ lắm, nó cũng không có cái gì mà kiêm kham lắm đâu, ăn uống thì vẫn bình thường. Một hai ngày đầu thì mình ăn cái gì cho nó dễ tiêu chút xíu, giống như là cái gì súp, cái gì nhẹ nhàng cho cơ thể cho nó dễ tiêu hóa một chút thôi. Còn nhiều người làm thì bác sĩ nói một tuần là họ đi làm lại bình thường rồi, tùy theo công việc của mình. Nhưng mà hạn chế nha mọi người, hạn chế trong vòng 4 đến 6 tuần là mình đừng có khiêng nặng hay là mình đừng có làm gì nặng thôi. Mà một hai ngày đầu thì mình ít đi lại chút xíu, mình nghỉ ngơi chút xíu thôi, chứ em thấy nó cũng không có gì gọi là to tát lắm đâu. Nhưng mà em rất là happy, em trong lòng của em thật sự mọi người nó rất là happy luôn. Bởi vì bây giờ em không cần phải lo, phải stress mình có bầu hay không này kia, sợ lắm mọi người ơi. Hên là em có một người chồng á là biết lo. Rồi khi mà em đi mổ gì đó là chồng em lo từng cái miếng ăn giấc ngủ luôn. Chồng em giữ con đồ này nọ, chồng em nói là thôi đi ngủ đi, cứ ngủ lên cho nó lại sức. Mà em còn bên này á, có con á, rất là tội nghiệp luôn. Tại vì em ở nhà á, em giữ hai đứa con em bây giờ á, em thấy tội lắm. Bên này tụi nó không có bạn chơi. Mọi người ở bên Việt Nam mình á, thì còn chạy ra chạy vô sớm có người này người kia chơi. Còn bên này á, em thấy á, tối ngày cứ lủi thủi trong nhà vậy đó. Rồi cái nói chuyện mình, nói chuyện với những cái đồ vật gì đó, mình thấy rất là tội luôn. Cứ lủi thủi trong nhà không à. Nên mỗi lần mà được ra đường á, là mấy đứa nhỏ nó vui lắm. Mà hả, con em á bây giờ là gần 5 tuổi rồi mà đâu có được đi đâu chơi đâu. Cứ coi thấy mấy video á là cứ nói là mẹ ơi, con ước gì con được đi Việt Nam chơi, con ước gì con đi Việt Nam chơi. Cái lần trước mà em đi Việt Nam á thì là đó, bây giờ là gần 6 năm rồi, là hai vợ chồng là không có đi đâu chơi được luôn, mà cũng không có dắt con đi đâu được hết. Tội nghiệp lắm mọi người.
Cho nên bởi vậy em sợ có con là vậy đó, không có thời gian. Mình ở đây cứ sáng đi làm mà tối đi về, mình đâu có dành thời gian chơi với nó đâu, là cứ thấy tụi nó lủi thủi, tội lắm. Em thôi em gán em làm để dành tiền, tại vì bây giờ cũng bêu bổng nhiều thứ phải lo. Em bây giờ em sẽ gán làm để dành tiền để vài năm nữa em có thể dắt con em về Việt Nam, hai đứa con em về Việt Nam để thăm bà nội. Tại vì bây giờ đứa nhỏ nó cũng nhỏ quá, nó mới có 2 tháng à, dắt về rồi cái bệnh nó thời tiết thay đổi bệnh nó, mai mốt con em 2 tuổi em dắt hai đứa về tổ chức sinh nhật cho hai đứa chứ em cũng nhớ nhà. Thôi video tới đây cũng đã dài rồi nha mọi người. Em cảm ơn mọi người rất là nhiều đã ngồi nghe em chia sẻ câu chuyện đi triệt sản ở Mỹ và mất cái quần lót và cái kết. Nói đùa vậy thôi chứ cảm ơn mọi người đã ngồi coi video nãy giờ, và em sẽ làm thêm một cái video update sau 2 tuần 4 tuần thì em recover, em hồi phục sức khỏe của em như thế nào. Nếu mà mọi người có câu hỏi gì á thì mọi người có thể comment ở dưới, và nếu mà mọi người thấy thích thì hãy like, share, subscribe và bấm cái chuông phía bên cạnh để ủng hộ channel cho em, để em có thêm động lực nha mọi người. Một lần nữa thì em ở tiểu bang Las Vegas, Nevada, em vừa mới phẫu thuật cắt 2 ống dẫn chứng, cắt cái ống dẫn chứng để ngừa thai nha mọi người. Đó, thì em cảm ơn mọi người rất là nhiều và chúc mọi người có một ngày vui vẻ. Hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo. Em sẽ cập nhật thông tin cho mọi người thêm về ca phẫu thuật hậu phẫu của em nha. Cảm ơn mọi người. Bye bye.